Người làm không phải là con người. Hỏi: ngay từ khi rất sớm trong đời, tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi cảm giác không mãn nguyện. Từ trung học lên đến đại học, đi làm, hôn nhân, rồi giàu có, tôi luôn luôn tưởng rằng cái gì kế tiếp chắc chắn sẽ đem đến cho tôi an lạc. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy an lạc. Cái cảm giác không được thỏa mãn này cứ gia tăng cùng với năm tháng trôi qua. Maharaji: bao giờ còn có thân xác và ý thức đồng hóa chính mình với thân xác, thì thất vọng là điều tất nhiên. Chỉ khi nào biết chính mình hoàn toàn xa lạ với thân xác và khác biệt với thân xác, thì ông mới tạm thoát ra khỏi cái phức cảm sợ hãi và tham ái đi cùng với ý tưởng ta là thân xác. Chỉ đơn thuần trấn an những lo sợ và thỏa mãn các tham ái thì không thể loại bỏ được cái cảm giác rỗng tuếch mà ông đang tìm cách trốn thoát. Chỉ có sự biết chính mình mới có thể giúp được ông. Biết chính mình có nghĩa là hoàn toàn biết rõ những gì không phải là ông. Một sự hiểu biết như thế thì có thể đạt được và chung cuộc. Nhưng tìm cách khám phá cái ông là thì không có sự chung cuộc. Càng khám phá càng có thêm nhiều cái để khám phá. Hỏi: vì thế chúng ta khác cha mẹ, khác trường học và sống trong những xã hội khác nhau. Maharaji: ông không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng ông có thể thay đổi thái độ của ông. Ông không cần phải ràng buộc với những cái tầm thường. Chỉ cái cần thiết mới đáng kể. Chỉ trong cái thiết yếu mới có an lạc. Hỏi: tôi đi tìm chân lý chứ không phải an lạc. Maharaji: ông không thể thấy chân lý nếu ông không an lạc. Một cái tâm tĩnh lặng là thiết yếu cho sự nhận thức đúng, mà nhận thức đúng lại cần thiết cho sự giác ngộ chính mình. Hỏi: tôi có rất nhiều việc phải làm, tôi không thể giữ tâm tĩnh lặng. Maharaji: chính vì ảo tưởng nên ông cho rằng ông là người làm. Trong thực tế, mọi việc được làm đối với ông chứ không phải do ông. Hỏi: nếu cứ để mọi chuyện tự xảy ra, làm sao tôi biết chắc là chúng sẽ xảy ra theo cách tôi muốn? Chắc chắn là tôi muốn chúng xảy ra theo ý muốn của tôi. Maharaji: ước muốn của ông cũng chỉ xảy ra đối với ông cùng với sự thỏa mãn hay không thỏa mãn. Ông không thể thay đổi được cả hai. Ông có thể tin rằng ông đã bỏ ra công sức, phấn đấu và tranh giành. Một lần nữa, tất cả đều tự xảy ra, kể cả các thành quả của việc làm. Chẳng cái gì là bởi ông và cho ông. Tất cả đều ở trong hình ảnh được chiếu lên màn ảnh. Trong ánh sáng thì không có gì, kể cả cái mà ông cho chính ông là con người. Ông chỉ là ánh sáng. Hỏi: nếu chính tôi là ánh sáng, làm sao tôi đã quên mất mình là ánh sáng? Maharaji: ông không quên. Ông chỉ quên khi ông ở trong hình ảnh trên màn ảnh. Nhưng rồi ông lại nhớ. Ông không thể chấm dứt là người chỉ vì ông chiêm bao thấy mình là cọp. Tương tự như thế, ông là ánh sáng thuần túy, xuất hiện như một hình ảnh trên màn ảnh và đồng thời trở thành một với màn ảnh. Hỏi: nếu mọi chuyện tự xảy ra thì lo lắng để làm gì? Maharaji: đúng thế, tự do là tự do thoát khỏi mọi lo lắng. Khi đã nhận ra rằng ông không thể thay đổi được kết quả,
thì đừng chú ý đến tham ái và lo sợ. Cứ để chúng đến và đi. Đừng nuôi dưỡng chúng bằng sự quan tâm và chú ý. Hỏi: nếu không chú ý đến những gì xảy ra, thế thì tôi sống như thế nào? Maharaji: một lần nữa câu hỏi của ông cũng giống như: nếu không còn chiêm bao thì tôi sẽ làm gì? Chỉ cần dừng lại và quan sát, ông chẳng cần phải lo sợ. Chuyện gì xảy ra kế tiếp? Cái kế tiếp luôn có sẵn. Cuộc sống không bắt đầu cũng chẳng chấm dứt, mà bất di bất dịch. Cuộc sống chuyển động trong nhất thời, nhưng vĩnh cửu. Dù phóng chiếu ra vô số hình ảnh, nhưng ánh sáng không thể cạn kiệt. Tương tự như thế, sự sống đổ đầy mọi hình tướng và trở về với nguồn gốc của nó như hình tướng hư hoại. Hỏi: nếu sự sống kỳ diệu như thế, làm sao vô minh sinh khởi? Maharaji: ông muốn chữa bệnh mà không cần biết bệnh nhân. Trước khi đặt câu hỏi về vô minh, tại sao trước tiên ông không tìm hiểu ai là kẻ vô minh? Khi ông nói ông vô minh, ông không biết rằng ông vừa áp đặt khái niệm vô minh lên trạng thái tư duy và cảm thọ thực sự của ông. Quan sát ý nghĩ và cảm thọ của ông như chúng xảy ra, dành hết sự chú ý của ông cho chúng, thì ông sẽ nhận ra rằng không hề có cái như vô minh, mà chỉ có sự không chú ý. Hãy chú ý đến những gì làm cho ông lo lắng, chỉ thế thôi. Xét cho cùng, lo lắng chỉ là sự đau đớn tâm lý, và rõ ràng là đau đớn kêu gọi sự chú ý. Ngay khi ông chú ý, tiếng kêu cứu ngừng bật và câu hỏi về vô minh biến mất. Thay vì chờ câu trả lời, hãy tìm ra ai là người đặt câu hỏi và cái gì khiến người đó hỏi như thế. Ông sẽ sớm nhận ra rằng chính tâm bị dằn vặt bởi sợ hãi và đau đớn là người đặt câu hỏi. Và trong sợ hãi có ký ức và mong đợi, quá khứ và tương lai. Chú ý đem ông trở về với thực tại, cái bây giờ. Hiện diện trong cái bây giờ là một trạng thái rất cận kề, nhưng hầu như không được biết đến. Hỏi: ông giản lược sadhana xuống mức chỉ còn là sự đơn thuần chú ý. Vì sao các đạo sư khác thuyết giảng những pháp môn phức tạp khó khăn và đòi hỏi thời gian? Maharaji: thường thì các đạo sư thuyết giảng những pháp môn mà nhờ đó họ đã đạt đến cứu cánh, dù cứu cánh đó là gì. Vì là pháp môn của họ nên đương nhiên họ thân thuộc. Ta được tôn sư chỉ dạy, dành hết chú ý và ý thức ta hiện hữu, và nhận thấy đó là phương cách hữu hiệu tối thượng. Do đó ta có thể nói về nó với tất cả sự tin tưởng. Nhưng thường thì những người đến xin được giúp đỡ đều mang theo thân xác, bộ óc và tâm trí hư hoại, bị sử dụng sai lầm và nhu nhược đến nỗi một sự chú ý vô hình tướng như thế hoàn toàn ở ngoài khả năng của họ. Đối với họ, những hình thức đơn giản của lòng thành khẩn thích hợp hơn. Chỉ chú hay chăm chú nhìn một hình ảnh nào đó là một hình thức chuẩn bị thân tâm cho sự tìm kiếm sâu xa hơn và trực tiếp. Xét cho cùng, lòng thành khẩn là yếu tố quyết định và không thể thiếu được. Sadhana chỉ là một con thuyền, và nó phải được chứa đầy lòng thành khẩn. Mà lòng thành khẩn chính là tình yêu trong hành động, vì không gì có thể được thực hiện nếu không có tình yêu. Hỏi: chúng ta chỉ yêu quý chính mình. Maharaji: nếu đúng như thế thì tốt quá. Hãy yêu quý chính ông một cách khôn ngoan, và ông sẽ đạt đến tột đỉnh của sự toàn hảo. Ai cũng yêu quý thân xác, nhưng chẳng có mấy người yêu quý sự hiện hữu chân thật của chính mình.
hỏi: Sự hiện hữu chân thật của tôi cần đến tình yêu của tôi. Maharaji, sự hiện hữu chân thật của ông chính là tình yêu, và vô số tình yêu của ông là ảnh phản chiếu của nó, tùy theo tình huống vào mỗi lúc. Hỏi: Chúng ta thật ích kỷ và chỉ biết yêu quý mình. Maharaji, vừa đủ để bắt đầu. Bằng mọi cách hãy mong ước chính ông tốt lành. Suy nghĩ kỹ, cảm nhận sâu sắc xem cái gì là tốt lành cho ông, và thành khẩn phấn đấu để được nó. Ông sẽ sớm nhận ra rằng cái thật là cái tốt lành duy nhất mà ông có. Hỏi: Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao nhiều đạo sư cứ bày vẽ ra những phương pháp tu tập thật phức tạp và khó khăn. Họ không biết cách nào khác hơn hay sao? Maharaji, điều quan trọng không phải là làm, mà là thôi, không làm nữa. Những người mới tu tập đều nôn nóng và bất an. Họ cần phải được đặt trong tình trạng thường xuyên bận rộn để giữ mình đi đúng đường. Một sinh hoạt lặp đi lặp lại nhằm thu hút sự tập trung của họ là cần thiết. Sau một thời gian, họ trở nên an định và không còn cần đến cố gắng. Trong sự an định và im lặng, lớp da của cây tà biến mất. Bên trong và bên ngoài trở nên một. Sự tu tập đích thực thì không cần đến dụng công. Hỏi: Một đôi khi tôi cứ cảm tưởng không gian ở trong thân tôi. Maharaji, khi bị ràng buộc bởi ảo tưởng ta là thân xác này, ông chỉ là một điểm trong không gian và một khoảnh khắc trong thời gian. Khi sự đồng hóa chính mình với thân xác không còn nữa, toàn thể không gian và thời gian đều ở trong tâm ông, mà tâm chỉ là một gợn sóng trong ý thức. Vậy ý thức là sự phản chiếu của tánh biết trong tự nhiên. Tánh biết và vật là những phương diện năng động và thụ động của hiện hữu thuần túy, là cái ở trong cả hai và ở ngoài cả hai. Không gian và thời gian là thân xác, còn tâm là sự tồn tại mang tính vũ trụ. Cảm nhận của ta là tất cả những gì xảy ra trong không gian và thời gian xảy ra đối với ta. Mọi kinh nghiệm là kinh nghiệm của ta, và mọi hình tướng là hình tướng của ta. Cái mà ta cho là trở thành thân ta, và tất cả những gì xảy ra đối với thân đó trở thành tâm ta. Nhưng ở cội nguồn của vũ trụ chỉ là tánh biết thuần túy, siêu việt không gian và thời gian. Nó ở đây và bây giờ. Phải biết được đó là hiện hữu chân thật của ông, và hành động một cách tương xứng. Hỏi: Có cho tôi là gì thì điều đó tạo ra sự khác biệt nào trong hành động? Hành động chỉ xảy ra tùy theo hoàn cảnh. Maharaji, hoàn cảnh và điều kiện chỉ khống chế được những kẻ vô minh. Người biết thực tại không hề bị ảnh hưởng. Quy luật duy nhất người đó tuân theo là quy luật của tình yêu. Ông ở ngoài không gian và thời gian. Hỏi: Ông luôn luôn nói rằng tôi chưa bao giờ được sinh ra, và tôi sẽ không bao giờ chết. Nếu quả thật như thế thì tại sao tôi thấy thế giới như là một cái gì đó đã được sinh ra và chắc chắn sẽ chết đi? Maharaji, ông tin như thế vì chưa bao giờ ông đặt câu hỏi về sự tin tưởng của ông lên một thân xác. Thân xác đó được sinh ra và hiển nhiên phải chết đi. Khi còn sống, thân xác đó thu hút sự chú ý của ông, và ông hoàn toàn bị nó mê hoặc nên không thể nhận ra bản tánh chân thật của ông. Cũng giống như ông chỉ thấy bề mặt của đại dương mà hoàn toàn quên mất sự bao la ở bên dưới.
thế giới chỉ là bề mặt của tâm, còn tâm thì vô biên. Những gì mà chúng ta gọi là ý nghĩ chỉ là những gợn sóng trong tâm. Khi tĩnh lặng, tâm phản chiếu thực tại. Khi tâm hoàn toàn tịnh, nó tan biến và chỉ còn thực tại. Thực tại còn cụ thể, hiện thực và hiển nhiên hơn cả tâm và vật gấp bội lần. Nếu so sánh với thực tại thì ngay cả kim cương cũng mềm như bơ. Tính cách hiện thực mãnh liệt này làm cho thế giới trở thành mộng huyễn, mơ hồ và vô can. Hỏi: thế giới đầy những đau khổ, làm sao ông có thể cho là vô can? Thật là chai đá. Maharaji: chính ông mới chai đá, chứ không phải ta. Nếu thế giới của ông đầy đau khổ như thế, thì hãy làm một điều gì đó. Đừng chất thêm đau khổ lên bằng lòng tham lam và sự lười biếng. Thế giới mộng huyễn của ông không thể ràng buộc ta. Trong thế giới của ta, những hạt giống đau khổ, tham ái và sợ hãi không được gieo, nên đau khổ không mọc. Thế giới của ta không còn những cái đối nghịch, không còn những khác biệt hủy diệt lẫn nhau, mà chỉ có sự hài hòa bao trùm đến tất cả. Sự an lạc trong thế giới của ta kiên cố như đá. Sự an lạc và im lặng đó chính là thân của ta. Hỏi: những gì ông nói làm tôi liên tưởng đến pháp thân Dhammakaya của Đức Phật. Maharaji: có thể là như thế. Chúng ta không cần sao chép ngôn từ. Hãy quan sát con người mà ông tưởng tượng là ông, như một phần của thế giới ông nhận thức trong tâm, và ông quan sát tâm từ bên ngoài, vì ông không phải là tâm. Xét cho cùng, vấn đề duy nhất của ông là ông sẵn sàng đồng hóa chính ông với bất kỳ gì ông nhận thức. Hãy từ bỏ thói quen này và nhớ rằng ông không phải là những gì ông nhận thức. Hãy sử dụng khả năng xa lìa trong sự tỉnh thức của ông. Thấy chính ông trong tất cả chúng sinh, và thái độ của ông sẽ thể hiện cái nhìn của ông. Khi nhận ra rằng không gì trong thế giới này ông có thể cho là của riêng ông, thì ông có thể nhìn nó từ bên ngoài như thể đang xem một vở kịch trình diễn trên sân khấu, hay một hình ảnh trên màn ảnh. Ông có thể khen ngợi và thích thú, nhưng hoàn toàn thản nhiên. Bao giờ ông còn tưởng tượng mình là một cái gì đó hữu hình và rắn đặc, một vật trong số các sự vật thực sự tồn tại trong không gian và thời gian, ngắn ngủi và có nhiều nhược điểm, thì tự nhiên ông lo lắng để sinh tồn và tăng cường. Nhưng khi ông biết chính ông ở ngoài không gian và thời gian, ông chỉ giao tiếp với không gian và thời gian tại điểm ở đây và bây giờ. Ngoài ra, ông bao trùm tất cả và dùng chứa tất cả, bất khả tiếp cận, bất di bất dịch và bất khả hủy hoại, thì ông không còn lo sợ. Biết chính ông như ông là phương cách đối trị sợ hãi duy nhất, không còn phương cách nào khác. Ông phải học cách tư duy và cảm thọ như thế, bằng không ông chỉ mãi mãi ở trên bình diện con người với những tham ái và lo sợ, được và mất, tăng trưởng và thoái hóa. Một vấn đề của con người không thể được giải quyết trên cùng bình diện của chính nó. Chính ước muốn sinh tồn là sứ giả của thần chết, cũng như lòng mong cầu hạnh phúc chỉ là bóng dáng của đau khổ. Thế giới là một đại dương bao la của đau khổ và sợ hãi, của lo âu và tuyệt vọng. Lạc thú cũng như cá, chẳng có bao nhiêu nhưng rất nhanh. Chúng họa hoàn mới đến nhưng bỏ đi rất nhanh. Chỉ người không có trí tuệ mới tin tưởng, bất kể bằng chứng, rằng mình là một ngoại lệ, và thế giới này mắc mình món nợ hạnh phúc. Thế giới không thể cho cái mà nó không có. Hư giả tận cốt tủy, thế giới không thể nào đem lại hạnh phúc chân thật. Thế giới không thể là cái gì khác hơn được. Chúng ta tìm đến cái chân thật vì chúng ta không cảm thấy hạnh phúc
với cái hư giả. Hạnh phúc là bản tánh chân thật của chúng ta, và chúng ta không bao giờ ngưng nghỉ cho đến khi nào tìm được nó. Nhưng hầu như chúng ta không biết tìm nó ở đâu. Một khi nhận ra rằng thế giới chỉ là một hình ảnh sai lầm về thực tại và hoàn toàn không phải như cái vẻ bề ngoài của nó, thì ông không còn bị nó ám ảnh. Chỉ cái gì tương hợp với sự hiện hữu chân thật của ông mới làm cho ông hạnh phúc. Và thế giới, như ông nhận thức, là sự khước từ dứt khoát của hiện hữu chân thật. Giữ im lặng và quan sát những gì nổi lên trên bề mặt của tâm. Quăng bỏ cái đã biết, tiếp đón cái gì cho đến nay chưa biết, và rồi quăng bỏ nó khi đến lượt. Như thế ông sẽ đạt đến một trạng thái trong đó không có cái bị biết mà chỉ hiện hữu. Trong đó chính hiện hữu là biết. Biết bằng hiện hữu là biết trực tiếp, căn cứ trên sự đồng nhất giữa người thấy và cái bị thấy. Biết gián tiếp là cái biết dựa trên cảm giác và ký ức, trên sự giao tiếp giữa người nhận thức và đối tượng của trí thức, giới hạn trong sự tương phản giữa người nhận thức và đối tượng trí thức. Hạnh phúc cũng như thế. Thường thì ông phải buồn để biết vui, và vui để biết buồn. Hạnh phúc chân thật thì phi nhân duyên, và do đó không thể mất đi khi vắng thiếu tác nhân. Chân hạnh phúc không phải là đối nghịch của phiền não. Nó dung nhập tất cả phiền não và đau khổ. Hỏi: làm sao một người có thể hạnh phúc giữa vô số những đau khổ như thế? Maharaji: không thể nào khác hơn được. Hạnh phúc bên trong thì vô cùng thật, như mặt trời giữa không gian, không bao giờ vắng bóng, dù cho những thể hiện có bị mây che lấp. Hỏi: khi gặp bất an, chúng ta thường cảm thấy khổ sở. Maharaji: sợ hãi là bất an duy nhất. Biết được rằng ông bất tùy thuộc thì sẽ thoát khỏi sợ hãi và cái bóng của nó. Hỏi: sự khác biệt giữa hạnh phúc và lạc thú là gì? Maharaji: lạc thú thì tùy thuộc, hạnh phúc thì không. Hỏi: nếu hạnh phúc là bất tùy thuộc, tại sao chúng ta không luôn luôn cảm thấy hạnh phúc? Maharaji: chừng nào ông còn tin rằng cần phải có cái gì đó để làm cho mình hạnh phúc, thì chúng ta còn tin rằng chúng ta sẽ khốn khổ khi vắng nó. Tâm luôn luôn định hình chính nó theo những gì mà nó tin tưởng. Như thế điều quan trọng là chính mình tin rằng không cần phải bị thôi thúc để có hạnh phúc. Còn lạc thú, trái lại, chỉ là sự đánh lạc hướng và là một phiền nhiễu. Vì nó chỉ làm tăng thêm sự tin tưởng sai lầm rằng một người cần phải có hạnh phúc và làm đủ mọi chuyện để được hạnh phúc, trong khi thực tế là hoàn toàn ngược lại. Nhưng tại sao lại bàn về hạnh phúc? Ông chỉ nghĩ đến hạnh phúc khi nào ông bất hạnh. Người nào nói "bây giờ ta cảm thấy hạnh phúc" thì người đó đang ở giữa hai sự đau khổ, quá khứ và tương lai. Thứ hạnh phúc này chỉ là sự hưng phấn xuất hiện khi đau khổ nguôi ngoai. Hạnh phúc chân thật thì hoàn toàn không ý thức về chính mình. Cách diễn tả đúng nhất là bằng sự phủ định như: không có gì bất thường với tôi. Tôi không hề có gì để lo âu. Xét cho cùng, mục đích tối hậu của tất cả các phương pháp tu tập là đạt đến một điểm. Khi sự tin tưởng này được căn cứ trên kinh nghiệm hiện thực và thường tại, chứ không phải là ngôn từ suông. Hỏi: kinh nghiệm đó là gì? Maharaji: kinh nghiệm không, hoàn toàn không còn ký ức và chờ mong. Nó cũng giống như hạnh phúc của những khoảng không gian rộng mở
của sự trẻ trung, của sự sung mãn năng lượng và tràn đầy thời gian để làm đủ mọi chuyện, để khám phá, để phiêu lưu. Hỏi: còn gì để khám phá? Maharaji: vũ trụ bên ngoài và sự bao la bên trong, như cả hai vẫn như thế trong thực tại, trong tâm thức và trái tim vĩ đại của Thượng Đế. Ý nghĩa và mục đích của sự tồn tại, bí mật của đau khổ và sự cứu độ cuộc sống đau khổ ra khỏi vô minh. Hỏi: nếu cảm thấy hạnh phúc cũng giống như cảm thấy không còn lo âu và sợ hãi, thì liệu có thể cho rằng sự vắng thiếu của phiền não là nguyên nhân của hạnh phúc? Maharaji: một trạng thái vắng thiếu không tồn tại thì không thể là một nguyên nhân. Quan niệm này hàm ý về sự tồn tại từ trước của một nguyên nhân. Trạng thái tự nhiên của ông, trong đó không có gì tồn tại, không thể là nguyên nhân của sự trở thành. Tất cả nguyên nhân đều tàng ẩn trong quyền năng vĩ đại và bí hiểm của ký ức. Như ngôi nhà đích thực của ông, ở trong cái không, trong sự trống rỗng hoàn toàn không có nội dung. Hỏi: cái không, trống rỗng, khủng khiếp quá. Maharaji: ông vẫn đối diện nó một cách vui mừng khi đi ngủ. Hai đích thân xâm nhập trạng thái ngủ tỉnh thức, và ông sẽ nhận ra nó rất tương hợp với bản tánh chân thật của ông. Ngôn từ chỉ cho ông ý tưởng, và ý tưởng thì không phải là kinh nghiệm. Ta chỉ có thể nói là hạnh phúc chân thật thì không có nguyên nhân, và cái không có nguyên nhân thì bất gì bất dịch. Điều này không có nghĩa là nó có thể nhận thức được như lạc thú. Trạng thái không còn đau khổ chỉ có thể được mô tả bằng cách phủ định. Để trực tiếp chứng nghiệm nó, ông phải thoát ra khỏi cái tâm đã bị mê hoặc bởi lý thuyết nhân quả và sự chuyên chế của thời gian. Hỏi: nếu hạnh phúc không phải là cái ý thức, và ý thức không phải là hạnh phúc, vậy cái gì kết nối cả hai? Maharaji: ý thức là sản phẩm của điều kiện, và hoàn cảnh thì tùy thuộc và thay đổi cùng với điều kiện và hoàn cảnh. Cái bất tùy thuộc không được tạo ra, vô thời và bất biến, nhưng luôn luôn tươi mới, thì ở ngoài tâm. Khi tâm nghĩ về nó, tâm tan biến và chỉ hạnh phúc còn lại. Hỏi: khi tất cả ra đi, cái không có gì còn lại? Maharaji: nếu không có cái đó, làm sao có thể có cái không? Cái không chỉ là một ý tưởng, nó tùy thuộc vào ký ức về một cái có. Hiện hữu thuần túy thì bất tùy thuộc vào sự tồn tại, là cái có thể xác định và mô tả được. Hỏi: xin vui lòng cho chúng tôi biết, ở ngoài tâm, liệu ý thức có tiếp tục hay nó chấm dứt cùng với tâm? Maharaji: ý thức đến rồi đi, tánh biết thường xuyên chiếu sáng. Hỏi: ai là người biết trong tánh biết? Maharaji: khi có con người thì cũng có ý thức. Ta hiện hữu, tâm, ý thức, hàm ý cùng một trạng thái. Nếu ông nói ta biết, thì điều đó chỉ có nghĩa ta ý thức hành vi tư duy về biết. Trong tánh biết không có cái ta hiện hữu. Hỏi: thế còn hành vi nhân chứng? Maharaji: hành vi nhân chứng thuộc về tâm. Nhân chứng đi cùng với cái được chứng kiến,
trong trạng thái bất nhị, mọi phân chia không còn nữa. Hỏi: Thế còn ông? Ông vẫn tiếp tục trong tánh biết. Maharaji: Con người, tức cái, ta là thân này, tâm này, chuỗi ký ức này, mớ tham ái và lo sợ này, biến mất. Nhưng một cái gì đó, ông có thể gọi là ý thức về chính mình, còn lại. Trạng thái đó làm cho ta có thể trở thành con người khi cần. Tình yêu tạo ra những gì nó cần thiết, ngay cả sự trở thành một con người. Hỏi: Theo như tôi hiểu, thực tại thể hiện tự thân thành tồn tại, ý thức và cực lạc. Chúng là cái tuyệt đối hay tương đối? Maharaji: Chúng tương quan và tương thuộc lẫn nhau. Thực tại bất tùy thuộc vào những thể hiện của nó. Hỏi: Quan hệ giữa thực tại và những thể hiện của nó là gì? Maharaji: Không có quan hệ. Trong thực tại tất cả đều thật và giống như nhau. Như chúng ta biết, Saguna và Nirguna là một trong Parabrahman. Chỉ có cái tối thượng duy nhất. Khi động là Saguna, khi tịnh là Nirguna. Nhưng chỉ có tâm là động hay không động. Cái thật ở bên ngoài, ông ở bên ngoài. Một khi hiểu được rằng không gì nhận thức được hay hiểu được lại có thể là ông, thì ông hoàn toàn tự do đối với tất cả những tưởng tượng của ông. Thấy được tất cả là tưởng tượng, khởi sinh từ tham ái, là sự cần thiết trong sự giác ngộ chính mình. Chúng ta không thấy cái thật vì thiếu chú ý, và tạo ra cái không thật vì thừa tưởng tượng. Ông phải dành hết trái tim và tâm trí cho những điều này, và thường xuyên tư duy về chúng. Cũng như nấu thức ăn, ông phải để trên lửa một thời gian rồi mới có thể ăn được. Hỏi: Thế không phải tôi bị khống chế bởi định mệnh, bởi nghiệp mà tôi tạo ra? Tôi có thể làm gì để cưỡng lại? Tôi có là gì và làm gì cũng đều là tiền định. Ngay cả cái được gọi là sự chọn lựa tự do của tôi cũng đã được định trước. Chỉ có điều là tôi không biết và tưởng tượng rằng tôi tự do. Maharaji: Một lần nữa, còn tùy thuộc vào cách nhìn của ông. Vô minh như một cơn sốt, nó làm cho ông thấy những cái mà thật ra không có. Nghiệp là một phương thức trị liệu vi diệu. Hãy chấp nhận nó và làm theo những gì nó chỉ dẫn một cách thành khẩn, thì ông sẽ sớm bình phục. Một bệnh nhân sẽ xuất viện khi bình phục, còn khăng khăng đòi có ngay tự do lựa chọn, tự do hành động, thì chỉ trì hoãn sự bình phục. Hãy chấp nhận định mệnh và hoàn tất nó. Đó là phương cách nhanh nhất thoát ra khỏi định mệnh, nhưng không ngoài tình yêu và những mệnh lệnh của nó. Hành động do tham ái lo sợ là ràng buộc. Hành động do tình yêu là tự do. Chấp nhận cuộc đời như nó đến. Hỏi: Năm ngoái tôi đã đến đây. Bây giờ tôi lại ngồi trước mặt ông. Tôi thật sự không biết điều gì đã khiến tôi đến, nhưng tôi không thể quên ông. Maharaji: Có người quên, có người không, tùy theo định mệnh của họ. Nhưng ông có thể cho đó là tình cờ nếu ông muốn. Hỏi: Có một sự khác biệt căn bản giữa tình cờ và định mệnh? Maharaji: Chỉ ở trong tâm ông. Thật ra ông không thể biết cái gì là nguyên nhân của cái gì. Định mệnh chỉ là một ngôn từ có tính cách khỏa lấp để che đậy sự vô minh của ông.
tình cờ là một từ khác. Hỏi: nếu không biết được nguyên nhân và hậu quả, thì liệu có thể có tự do? Maha là gì? Nhân và quả thì vô cùng về số lượng và muôn hình vạn trạng. Mỗi cái tác động lên một cái. Khi một cái thay đổi thì tất cả thay đổi trong vũ trụ. Do đó, quyền năng vĩ đại của con người trong việc thay đổi thế giới là bằng cách thay đổi chính mình. Hỏi: theo lời ông, nhờ ân đức của tôn sư nên ông đã thay đổi tận căn bản so với 40 năm trước. Nhưng thế giới này thì vẫn vậy. Maha là gì? Thế giới của ta đã thay đổi hoàn toàn. Thế giới của ông vẫn vậy, vì ông không hề thay đổi. Hỏi: vì sao sự thay đổi của ông không ảnh hưởng đến tôi? Maha là gì? Vì không có sự cảm thông giữa ông và ta. Đừng cho ông tách biệt với ta, thì ngay lập tức ông và ta cùng ở trong trạng thái chung nhất. Hỏi: tôi có một số tài sản ở Mỹ và định bán đi để mua một khu đất trong vùng Himalaya Sơn. Tôi sẽ dựng lên ở đó một ngôi nhà, là một cái vườn, nuôi vài con bò và sống thật thầm lặng. Người ta bảo tôi rằng vùng đất đó không thích hợp cho một cuộc sống êm ả. Tôi sẽ gặp rắc rối với giới chức địa phương, hàng xóm và kẻ trộm. Liệu có chắc như thế không? Maha là gì? Điều tối thiểu mà ông mong đợi có thể xảy ra là một hàng dài bất tận người đến viếng ông và biến nơi ông ở thành một nhà khách miễn phí. Cuộc đời ông như thế nào thì tốt hơn, hãy chấp nhận nó như thế. Trở về với gia đình, sống với bà vợ bằng tất cả lòng yêu thương và chăm sóc của ông. Chẳng có ai khác cần đến ông. Giấc mơ tiên cảnh sẽ cho ông hạ cánh xuống nơi còn phiền nhiễu hơn nhiều. Hỏi: tôi không tìm tiên cảnh, tôi đi tìm thực tại. Maha là gì? Muốn thấy ông cần một cuộc sống ngăn nắp và tĩnh lặng, một cái tâm an ổn và lòng thành khẩn vô biên. Bất cứ gì đến với ông không mời gọi, và bất cứ lúc nào đều từ Thượng Đế đến, và chắc chắn sẽ giúp ông nếu ông biết tận dụng nó. Chỉ cái gì ông tranh giành phát sinh từ tưởng tượng và tham ái của ông mới đem lại cho ông phiền não. Hỏi: định mệnh có đồng với ân đức? Maha là gì? Chắc chắn là như thế. Chấp nhận cuộc sống như nó đến, rồi ông sẽ nhận ra phước báo. Hỏi: tôi có thể chấp nhận cuộc sống của chính tôi, nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận cuộc sống mà những người khác bị bắt buộc phải sống? Maha là gì? Dù sao thì ông vẫn chấp nhận nó. Đau khổ của người khác không xen vào lạc thú của ông. Nếu thật sự có tự tâm, thì lẽ ra ông đã bỏ được sự lo lắng thái quá về chính mình từ lâu, và nhập vào trạng thái mà chỉ từ đó ông mới có thể cứu giúp. Hỏi: nếu có một ngôi nhà lớn và một khu đất rộng, tôi có thể lập một tịnh xá gồm những phòng riêng, một thiền đường, nhà ăn, thư viện, v.v. Maha là gì? Các tịnh xá không được dựng lên, chỉ do ngẫu nhiên mà có. Ông không thể bắt đầu hay ngăn trở nó, cũng như ông không thể bắt đầu hay làm cho một dòng sông ngừng chảy. Có vô số yếu tố liên hệ trong sự tạo dựng một tịnh xá thành công, mà sự trưởng thành nội tâm của ông chỉ là một trong những yếu tố đó. Dĩ nhiên, nếu không biết được sự hiện hữu chân thật của ông,
thì có làm bất cứ gì cũng trở thành tro bụi. Ông không thể giả mạo một đạo sư rồi thoát tội. Mọi hành vi đạo đức giả đều kết thúc trong tai họa. Hỏi: mọi hành xử như thánh nhân trước khi là một thánh nhân thì có hại gì? Maharaji: tu tập tính cách thánh thiện là sadhana. Điều này hoàn toàn đúng, miễn là không cho đó là giá trị đáng được ca ngợi. Hỏi: nếu không thử thì làm sao tôi biết mình có thể hay không thể dựng lập một ẩn xá? Maharaji: bao giờ ông còn cho mình là một con người, một cái thân và một cái tâm, tách biệt với dòng đời, có ý chí của riêng nó, theo đuổi mục đích của chính nó, thì ông chỉ sống phù sinh trên bề mặt. Và bất cứ gì ông làm đều ngắn ngủi và chẳng có bao nhiêu giá trị, chỉ là rơm rạ làm mồi cho những ngọn lửa của hư danh. Ông phải bỏ ra một cái gì thật xứng đáng trước khi có thể mong đợi một cái gì đó chân thật. Cái gì là giá trị của ông? Hỏi: tôi đo lường nó bằng cách nào? Maharaji: nhìn vào nội dung của tâm ông. Ông là cái ông suy nghĩ. Không phải hầu hết thời gian của ông đều bận rộn với con người bé nhỏ của ông và những nhu cầu thường nhật của nó hay sao? Giá trị của sự hành thiền thường xuyên là đưa ông ra khỏi sự nhàm chán của sinh hoạt thường nhật và nhắc nhở ông rằng ông không phải là cái mà ông tin là ông. Nhưng chỉ nhớ suông thì vẫn chưa đủ. Hành động phải đi theo sự tin tưởng. Đừng giống như một người giàu có lập ra một di chúc thật chi tiết nhưng nhất định không chịu chết. Hỏi: thế không phải từ từ là quy luật của cuộc sống? Maharaji: ồ không, chỉ có sự chuẩn bị là từ từ. Tự thân sự thay đổi thì đột biến và trọn vẹn. Thay đổi từ từ không thể đưa ông đến một bình diện mới của sự hiện hữu, hữu thực. Ông cần can đảm để buông bỏ. Hỏi: phải thành thật nhìn nhận là tôi thiếu can đảm. Maharaji: đó là vì ông chưa hoàn toàn tin tưởng. Sự tin tưởng hoàn toàn tạo ra ước muốn và can đảm. Và thiền là nghệ thuật đạt được sự tin tưởng thông qua hiểu biết. Trong thiền, ông nghiền ngẫm tất cả mọi phương diện của những gì được chỉ giáo cho đến khi tin tưởng khởi sinh. Khởi sinh từ sự sáng tỏ. Và cùng với tin tưởng là hành động. Tin tưởng và hành động không thể tách rời nhau. Nếu hành động không đi kèm theo tin tưởng thì xét lại sự tin tưởng của ông. Đừng viện cớ ông thiếu can đảm. Tự hạ mình chẳng đưa ông đến đâu. Nếu không có sự sáng tỏ và đồng cảm thì ý chí có lợi ích gì? Hỏi: đồng cảm nghĩa là gì? Tôi không được hành động trái với ước muốn của tôi. Maharaji: ông sẽ không hành động trái với ước muốn của ông. Sáng tỏ thì chưa đủ, còn phải có năng lượng xuất phát từ tình yêu. Ông phải yêu để hành động, dù hình tướng và đối tượng tình yêu của ông là gì. Nếu không có sự sáng tỏ và tình yêu thì lòng can đảm chỉ đem lại hủy diệt. Người ta trở nên dũng cảm lạ thường trong chiến tranh, nhưng để làm gì? Hỏi: tôi chỉ muốn có một ngôi nhà với một khu vườn để sống một cách an tịnh. Tại sao tôi lại không hành động theo ước muốn của tôi? Maharaji: bằng mọi cách hay hành động, nhưng đừng quên
cái bất khả tránh, cái bất ngờ. Nếu không có mưa thì khu vườn của ông sẽ không tươi tốt. Ông cần lòng dũng cảm để phiêu lưu. Hỏi: tôi cần thời gian để gom góp can đảm. Đừng hối thúc tôi. Cứ để tôi chín mùi cho hành động. Maha là gì? Toàn thể giải pháp của ông đều sai lầm. Hành động trì hoãn là hành động bỏ lỡ. Có thể có những cơ hội khác cho những hành động khác, nhưng khoảnh khắc hiện tại bị bỏ lỡ, không lấy lại được. Mọi chuẩn bị là cho tương lai, ông không thể chuẩn bị cho hiện tại. Hỏi: chuẩn bị cho tương lai có gì là không đúng? Maha là gì? Mọi chuẩn bị của ông chẳng giúp gì cho hành động trong hiện tại. Sự sáng tỏ là bây giờ, hành động là bây giờ. Nghĩ về sự sẵn sàng chỉ ngăn cản hành động, và hành động là tiêu chuẩn của thực tại. Hỏi: ngay cả khi chúng ta hành động mà không có sự tin tưởng, mà là gì? Ông không thể sống mà không hành động, và đằng sau mỗi hành động là lo sợ hay thảm ái. Xét cho cùng, tất cả những gì ông làm đều dựa trên sự tin tưởng thế giới là thật có và không tùy thuộc vào ông. Nếu tin ngược lại, thái độ của ông có lẽ đã hoàn toàn khác. Hỏi: những gì tôi tin tưởng thì chẳng có gì sai lầm. Hành động của tôi được định hình bởi hoàn cảnh. Maha là gì? Nói một cách khác, ông tin vào tính cách có thật của hoàn cảnh, của thế giới trong đó ông sống. Tuy tìm thế giới đến tận cùng nguồn gốc của nó, ông sẽ nhận ra rằng trước khi có thế giới thì đã có ông, và ông vẫn còn, ngay cả khi thế giới không còn nữa. Hãy tìm ra sự hiện hữu phi thời của ông và hành động của ông xác minh điều đó. Ông đã tìm ra chưa? Hỏi: chưa, tôi chưa tìm thấy. Maha là gì? Thế thì còn chuyện gì khác mà ông cần làm? Hiển nhiên nó là việc làm cấp bách nhất. Chỉ khi nào ông buông bỏ tất cả, không cần được chống đỡ hay xác định, thì lúc đó ông mới thấy ông bất tùy thuộc. Một khi đã biết rõ chính ông, thì ông có làm bất cứ gì cũng chẳng quan trọng. Nhưng để nhận ra tính bất tùy thuộc của ông phải trắc nghiệm nó bằng cách buông bỏ tất cả những gì ông vẫn tùy thuộc. Người giác ngộ sống ở bình diện của những cái tuyệt đối trí tuệ. Tình yêu và lòng dũng cảm của người đó đều toàn vẹn, không có gì là tương đối về người giác ngộ. Do đó, người giác ngộ phải chứng tỏ chính mình bằng những trắc nghiệm nghiêm ngặt hơn và trải nghiệm qua những thử thách khắt khe hơn. Người trắc nghiệm, cái được trắc nghiệm và điều kiện trắc nghiệm đều ở bên trong. Đây là một vở kịch nội tâm, trong đó không có người đồng diễn. Hỏi: bị đóng đinh trên thập giá, cái chết và sự phục sinh, chúng ta có những cơ sở tương tự. Tôi đã đọc, nghe và nói về điều đó không biết bao nhiêu lần, nhưng để thực hành nó thì tôi thấy mình không có khả năng. Maha là gì? Giữ im lặng và đừng bị dao động thì trí tuệ và năng lượng sẽ tự đến. Ông chẳng cần phải mong cầu, chờ đợi trong sự im lặng của trái tim và tâm trí. Giữ im lặng thì dễ, nhưng sẵn sàng giữ im lặng thì hiếm hoi. Các ông muốn trở thành siêu nhân trong chớp nhoáng, hãy ở với trạng thái không còn tham vọng, không còn tham ái, phơi bày, dễ bị công kích, không được bảo vệ, bất định, đơn độc và hoàn toàn rộng mở, chờ đón cuộc đời như nó đến, mà không hề tin tưởng một cách vị kỳ rằng mọi cái trong đời phải đem lại lạc thú hay lợi lạc gì cho ông.
dù là vật chất hay cái được gọi là tinh thần. Hỏi: tôi hiểu được điều ông nói, nhưng tôi không thấy được là phải thực hiện như thế nào. Maharaji: nếu không biết cách, ông sẽ không làm. Tôi bỏ tất cả mọi cố gắng, chỉ hiện hữu. Đừng phấn đấu, đừng tranh giành, buông bỏ mọi dựa dẫm, bám chặt ý thức hiện hữu, gạt bỏ tất cả những cái khác, thế là đủ. Hỏi: làm sao gạt bỏ? Tôi càng gạt bỏ chúng càng nổi lên bề mặt. Maharaji: đừng chú ý, cứ để mọi thứ đến và đi. Tham ái và vọng niệm cũng là sự vật, đừng bận tâm đến chúng. Từ vô thủy lớp bụi của các sự kiện bao phủ mặt gương trong sáng của tâm ông, vì thế ông chỉ thấy ký ức, quét sạch lớp bụi trước khi chúng có thời gian đóng cáu, phơi bày những lớp trước đó, và tiếp tục cho đến khi bản tánh chân thật của tâm ông hiện lộ. Tất cả rất đơn giản và tương đối dễ dàng. Chỉ cần thành khẩn và kiên nhẫn là đủ. Thản nhiên vô tư và thoát ra ngoài mọi tham ái, lo sợ và ưu tư thái quá về chính mình, mà đơn thuần tỉnh thức, có nghĩa là thoát ra khỏi ký ức và trở mong. Đây là trạng thái của tâm, mà với nó sự khám phá mới có thể xảy ra. Xét cho cùng, giải thoát có nghĩa là tự do để khám phá. Từ bỏ tất cả ký ức và mong chờ. Hỏi: tôi là người Mỹ. Từ năm ngoái đến nay, tôi sống tại một tỉnh xá ở Madhya Pradesh và nghiên cứu nhiều về lĩnh vực yoga. Đạo sư của chúng tôi là môn đồ của ngài Jivananda Saraswati ở Monghi. Tôi cũng sinh hoạt ở tỉnh xá Ramanathram. Khi ở Bombay, tôi có tham dự một khóa thiền định chuyên sâu thuộc một thiền phái Miến Điện do một thiền sư chỉ dẫn. Tuy nhiên cho đến nay tôi vẫn chưa tìm thấy an lạc. Có đôi chút tiến bộ trong tự chế và kỷ luật hàng ngày, nhưng tất cả chỉ có thế. Tôi không thể nói một cách chính xác nguyên nhân của những tiến bộ đó là gì. Tôi cũng thăm viếng nhiều linh địa, và những cuộc thăm viếng đó tác động đến tôi như thế nào thì tôi không biết được. Maharaji: những kết quả tốt đẹp sẽ đến, không sớm thì muộn. Ở tịnh xá Sri Ramanathram, ông có được chỉ dạy gì không? Hỏi: một vài người Anh chỉ dẫn tôi và một người Ấn thuộc môn phái Gnana Yoga thường xuyên sống ở đó, cũng chỉ tôi một số bài thực hành. Maharaji: dự tính của ông là gì? Hỏi: tôi phải trở về Mỹ vì gặp khó khăn trong việc xin gia hạn visa. Tôi dự định sẽ hoàn tất bằng cử nhân chuyên khoa trị liệu tự nhiên và sẽ sinh sống bằng nghề này. Maharaji: rõ ràng là một nghề nghiệp lương hảo. Hỏi: khi theo đuổi con đường yoga bằng mọi giá thì có gì nguy hiểm? Maharaji: một que diêm thì có gì nguy hiểm trong lúc ngôi nhà đang cháy? Tìm kiếm thực tại là một việc làm nguy hiểm nhất, vì nó sẽ hủy diệt cái thế giới mà trong đó ông sống. Nhưng nếu động cơ thúc đẩy ông là lòng yêu chuộng chân lý và sự sống, thì chẳng có gì phải lo sợ. Hỏi: tôi rất sợ tâm tôi, nó thật bất an. Maharaji:
trong tấm gương tâm của ông, hình ảnh xuất hiện và biến mất. Tấm gương còn lại, học cách phân biệt cái bất biến trong cái biến dịch, cái không thay đổi trong cái thay đổi. Cho đến khi ông nhận ra rằng tất cả những khác biệt chỉ là bề ngoài, còn tính một là thực tế. Sự nhận dạng căn bản này, ông có thể gọi là Thượng Đế hay Brahman hay Khuôn Đúc, Prakriti. Từ ngữ không quan trọng, chỉ sự nhận thức tất cả là một mới quan trọng. Khi ông có thể nói một cách tin tưởng xuất phát từ kinh nghiệm trực tiếp rằng ta là thế giới là chính ta, thì một mặt ông không còn tham mái lo sợ, và một mặt ông trở nên hoàn toàn có trách nhiệm với thế giới. Nỗi đau khổ vô nghĩa của nhân loại trở thành mối quan tâm duy nhất của ông. Hỏi: như thế, ngay cả bậc giác ngộ cũng có những phiền não của riêng mình. Maharaji: phải, nhưng chúng không còn do chính người giác ngộ tạo ra. Sự đau khổ của người giác ngộ hoàn toàn không hề bị đầu độc bởi ý thức tội lỗi. Chẳng có gì là không đúng với đau khổ vì tội lỗi của người khác. Thiên Chúa giáo của các ông đặt nền tảng trên quan niệm này. Hỏi: thế không phải mọi đau khổ đều do chính mình gây ra? Maharaji: đúng thế, chừng nào còn có một cái ta tách biệt tạo ra nó. Cuối cùng ông sẽ biết rằng không hề có tội lỗi hay trừng phạt, mà chỉ có sự sống với những biến đổi vô cùng của nó. Cùng với sự biến mất của cái ta có tính cách con người, mọi đau khổ của con người cũng tan biến. Còn lại chỉ là nỗi buồn vĩ đại của tâm bi, nỗi kinh hoàng về sự đau khổ không cần thiết. Hỏi: có gì là không cần thiết trong các sự kiện đang diễn ra? Maharaji: chẳng có gì là cần thiết, không có gì là chắc chắn. Thói quen và si mê thì mù quáng và hướng dẫn sai lầm. Còn sự tỉnh thức từ bi thì hàn gắn và cứu vớt. Chúng ta không thể làm được gì, mà chỉ có thể để cho mọi chuyện xảy ra theo bản chất của nó. Hỏi: ông chủ trương hoàn toàn thụ động? Maharaji: sự trong sáng và lòng từ ái là hành động. Tình yêu thì không lười biếng, còn sự trong sáng soi đường chỉ lối. Ông chẳng cần bận tâm đến hành động, mà hãy quan tâm đến tâm thức và trái tim của ông. Ngu dốt và lòng vị kỷ là sâu xa duy nhất. Hỏi: cách nào tốt hơn, tụng niệm danh hiệu Thượng Đế hay Thiền Quán? Maharaji: tụng niệm làm cho hơi thở của ông ổn định. Sự thở sâu và tĩnh lặng sẽ tăng cường sinh lực, ảnh hưởng đến não bộ và giúp cho tâm trở nên an, tịnh và thích hợp cho Thiền Quán. Nếu không có sinh lực thì chẳng làm được gì nhiều. Vì thế bảo vệ và tăng cường sinh lực là thiết yếu. Tư thế và cách thở là một phần của yoga. Vì thân cần phải khỏe mạnh và được điều ngự tốt. Tuy nhiên quá chú trọng đến thân thì sẽ làm hỏng mục đích của nó. Vì tâm là chính yếu ngay từ đầu. Khi tâm được an định và không còn quấy nhiễu không gian nội tại, chỉ đa cát, thì thân có một ý nghĩa mới và sự chuyển hóa nó trở nên cần thiết và khả hữu. Hỏi: tôi lang thang khắp Ấn Độ, gặp khá nhiều đạo sư và học được đôi chút từ một số các trường phái yoga. Thử qua mỗi thứ một ít như thế có đúng không? Maharaji: không, đó mới chỉ là nhập môn. Ông sẽ gặp người giúp ông tìm ra con đường của ông.
hỏi. Tôi có cảm tưởng vị đạo sư do tôi lựa chọn không thể là đạo sư đích thực. Để là vị đạo sư đích thực thì người đó phải đến với tôi một cách bất ngờ và rất thu hút đối với tôi. Maharaji, đừng mong đợi thì tốt nhất. Cách ông đáp ứng mới là quyết định. Hỏi, tôi có phải là chủ nhân của các phản ứng của tôi? Maharaji, nếu bây giờ ông thực hành sự sáng suốt và thái độ thản nhiên, thì sẽ đạt được kết quả vào đúng thời điểm. Nếu gốc rễ khỏe mạnh và được tưới nước tốt, thì quả chắc chắn sẽ ngọt ngọt. Hãy thanh tịnh, tỉnh thức và sẵn sàng. Hỏi, khổ hạnh và sám hối có ích lợi gì không? Maharaji, trải qua những nỗi thăng trầm của cuộc đời đã là đủ sám hối. Ông không cần bày vẽ thêm rắc rối. Tiếp nhận một cách vui vẻ bất cứ gì cuộc đời đem đến là tất cả khổ hạnh mà ông cần. Hỏi, thế còn hy sinh là gì? Maharaji, sẵn lòng và vui vẻ chia sẻ tất cả những gì ông có với bất cứ ai. Không cần phải nghĩ ra những cách tàn nhẫn để tự trừng phạt mình. Hỏi, buông bỏ chính mình là gì? Maharaji, chấp nhận bất cứ gì đến. Hỏi, tôi cảm thấy yếu đuối, không thể tự đứng vững. Tôi cần sự thân cận thiêng liêng với một đạo sư và các thiện tri thức. Tôi không có được sự thanh thản, nên chấp nhận bất cứ gì xảy đến làm cho tôi sợ hãi. Ý nghĩ trở về Mỹ làm cho tôi kinh hoàng. Maharaji, hãy trở về và tận dụng mọi cơ hội của ông. Lấy bằng cử nhân của ông trước. Ông luôn luôn có thể trở lại Ấn Độ để nghiên cứu khoa trị liệu tự nhiên. Hỏi, tôi biết rất rõ những cơ hội của tôi ở Mỹ, nhưng điều làm tôi sợ hãi chính là sự cô đơn. Maharaji, ông luôn luôn có sự thân cận của chính cái ta. Ông không cần phải cảm thấy cô đơn. Xa lìa cái ta, thì dù có ở Ấn Độ, ông cũng vẫn cảm thấy cô đơn. Tất cả hạnh phúc đến từ sự làm vui lòng cái ta. Sau khi trở về Mỹ, hãy làm vui lòng cái ta. Đừng làm bất cứ gì không xứng đáng với thực tại huy hoàng trong trái tim ông. Thì ông sẽ hạnh phúc và tiếp tục hạnh phúc. Nhưng ông phải tìm cái ta. Và sau khi tìm ra cái ta, thì hãy ở với cái ta. Hỏi, sống trong hoàn cảnh cô tịch có lợi lạc gì không? Maharaji, còn tùy tính khí của ông. Ông vẫn có thể làm việc với người khác và cho người khác trong sự tỉnh thức và thân thiện. Nhưng vẫn tiến bộ nhiều hơn là trong sinh hoạt cô tịch, vì sự cô tịch có thể gây buồn nản hoặc thói quen lải nhải bất tận của tâm sẽ khống chế ông. Đừng tưởng tượng rằng ông có thể thay đổi bằng sự cố gắng. Dùng bạo lực với chính ông như khổ hạnh và sám hối sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Hỏi, có cách nào biết được ai là người giác ngộ và ai không giác ngộ? Maharaji, bằng chính duy nhất ở trong chính ông. Nếu ông thấy mình hóa vàng, thì chắc chắn đó là dấu hiệu chứng tỏ ông vừa chạm vào một hòn đá tạo ra vàng của một bậc thánh nhân. Hãy ở với người đó và theo dõi những gì xảy ra đối với ông. Đừng hỏi người khác.
Đạo sư của họ có thể không phải là đạo sư của ông. Một đạo sư về thể tánh có thể là chung cho tất cả, nhưng lại rất khác biệt trong cách thể hiện. Đạo sư có thể làm ra vẻ giận dữ, tham lam, hoặc quá quan tâm đến ẩn xá hay gia đình của ông ta. Ông có thể ngộ nhận bởi những hình tướng bề ngoài đó, còn những người khác thì không. Hỏi: tôi không có quyền mong muốn sự toàn hảo toàn diện cả trong lẫn ngoài. Maharaji: bên trong được, nhưng sự toàn hảo bên ngoài còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, tình trạng của thân xác, cá nhân và xã hội, và vô số những yếu tố khác. Hỏi: tôi được bảo là tìm một bậc giác ngộ để học nghệ thuật đi đến giác ngộ, nhưng ông lại cho rằng toàn thể canh khởi sự của tôi là sai lầm. Tôi không thể nhận ra ai là bậc giác ngộ và cũng không thể đạt được giác ngộ bằng những phương tiện thích hợp. Quả thật là rối rắm. Maharaji: đó là do hiểu biết hoàn toàn sai lầm của ông về thực tại. Tâm ông chìm đắm trong những thói quen đánh giá và thụ đắc, mà không nhận ra cái bất khả so sánh, cái bất khả đắc luôn luôn chờ sẵn trong tim ông để được nhận ra. Tất cả những gì ông cần làm là buông bỏ mọi ký ức và chờ mong. Chỉ cần đặt ông trong tình trạng sẵn sàng, không che đậy và không là gì cả. Hỏi: ai là người sẽ thực hiện sự buông bỏ? Maharaji: thượng đế sẽ làm chuyện đó. Hãy thấy được sự cần thiết phải buông bỏ. Đừng cưỡng lại, đừng bám víu lấy con người mà ông cho là ông. Vì tưởng tượng mình là con người, nên ông nghĩ người giác ngộ cũng là một con người. Chỉ khác biệt đôi chút, như hiểu biết hơn và có quyền năng hơn. Ông có thể cho rằng người giác ngộ luôn luôn biết và hạnh phúc, nhưng những điều đó còn quá xa với sự thật. Đừng tin các định nghĩa và mô tả, chúng vô cùng sai lạc. Hỏi: nếu không được bảo cho biết phải làm gì và làm như thế nào, thì tôi cảm thấy tuyệt vọng. Maharaji: bằng mọi cách hay tuyệt vọng. Bao giờ ông còn cảm thấy có khả năng và tin tưởng thì thực tại còn ở ngoài tầm với. Nếu không chấp nhận phiêu lưu nội tâm là một lối sống, thì sự khám phá sẽ không bao giờ đến với ông. Hỏi: khám phá cái gì? Maharaji: trung tâm hiện hữu của chính ông, hoàn toàn vô phương hướng, ngoài mọi phương tiện và cứu cánh. Hỏi: là tất cả, biết tất cả, có tất cả? Maharaji: không là gì cả, không biết gì cả, và không có gì cả. Đó là cuộc sống duy nhất đang sống, hạnh phúc duy nhất đang có. Hỏi: phải nhìn nhận là mục đích nhỏ ngoài sự hiểu biết của tôi. Ít ra hãy cho tôi biết con đường. Maharaji: ông phải tìm ra con đường của chính ông. Nếu ông không tự tìm ra nó, thì nó không phải là con đường của chính ông và chẳng đưa ông đến đâu. Hãy thành khẩn sống với chân lý của ông như ông đã tìm ra nó. Hành động theo cái ít mà ông đã hiểu. Chính lòng thành khẩn sẽ đưa ông vượt qua, chứ không phải sự khôn khéo của ông hay của người khác. Hỏi: tôi sợ phạm sai lầm. Tôi đã thử rất nhiều nhưng chẳng thích kết quả nào. Maharaji: ông cống hiến cho chính mình quá ít. Ông chỉ tò mò chứ không thành khẩn.
hỏi: "Tôi không biết gì hơn nữa." Maharaji: "Ít ra là ông biết như thế. Biết những kinh nghiệm của ông là nông cạn. Đừng gán cho chúng một giá trị nào, mà hãy quên ngay khi kinh nghiệm qua đi. Sống một cuộc sống trong sạch và vô vị kỷ. Chỉ thế thôi." Hỏi: "Đạo đức quan trọng đến thế sao?" Maharaji: "Đừng lừa dối, đừng gây đau khổ là không quan trọng hay sao? Trên tất cả ông cần sự an lạc nội tâm. Muốn thế thì phải có sự hòa hợp giữa bên trong và bên ngoài. Làm những gì mà ông tin tưởng và tin tưởng những gì mà ông làm. Ngoài ra, chỉ uổng phí công sức và thời gian."